Đây là mọi người ngoài Huế thì họ thường thường mấy cô mấy mấy mẹ thường thường là đi bán gánh cái hàng rong vậy đó. Thì khách thấy cái món gì thì kêu, thích ăn cái gì thì hỏi người ta bán cái gì thì kêu. Đây mình thấy cái gì này, gì bán bánh canh Nam Phổ. Gì ấy, gì bán bánh canh là gì hả? Bánh canh Nam Phổ. Không có gì để ngồi luôn hả? À có ghế. Rồi, mình ngồi đi, mình lấy cái ghế đi. Đây ngồi ăn bánh canh buổi chiều. Trời ơi, ngồi cái nó thập lụm xuống dưới luôn. Đi xe luôn thôi. Dì ơi, dì hay bán vòng vòng ở đây hả? À dạ, kêu bằng on được. Cho hai đứa con hai tô đi. À có cái gì? Bánh canh thôi hả? Bánh à, bột lọc là để riêng ở hả? Dạ. Một tô như vậy là bao nhiêu tiền vậy ạ? 10.000 thôi. 10.000 mọi người, em lấy đi em. Đó. Là cái này là có cái gì trong vậy ạ? Thịt với chả ha. À, múc cái này bỏ đi ha. Múc cái này bỏ đi. À, cái phần thịt chả tôm nó nổi lên trên đó mọi người. Rất là ngon luôn. Ồ, cái chén nước mắm kìa. Nước mắm dầm ớt rất là ngon luôn. Dạ, rồi, đây. Đây, hai tô. Đây ở dầm nước mắm, ở bỏ thêm là nước mắm ớt vô cho mọi người. Ở bánh canh này của Phú Vang ở hả? Dạ. Đặc sản Huế đó. Sao ăn ít vậy anh? Mới cũng dạ. À, thanh niên ăn tô chút xíu vậy. Phải vài tô vậy mới mới, mới đã chứ. Đây. Cái này là ăn dầm thôi anh ha, để chút còn ăn được mà đúng không? Ớt này rất là thơm luôn nha mọi người. Thơm ha. Thơm lắm luôn. Nấu bỏ. Nhìn là muốn nghiền, nhưng muốn bỏ vô rất là nhiều nhưng mà nó cay lắm. Bỏ ít thôi nhưng mà nó cay lắm. Thơm quá. Mình ăn chén thôi. 10.000 một tô, kêu nó tô cho nó đã. Nó hơi đặc ha. Dạ. Cái phong cách của bánh canh này là nó đặc 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 như vậy. Đây là cái này làm bằng cái gì có hả? Cái này là bột lọc mà đúng không? Bột gạo. À. Đây là bột gạo. Nói là bột lọc là làm cho nước nó sánh sánh lại thôi. À, mọi người có dịp đi ra Huế thì ghé tìm ăn cái món bánh canh Nam Phổ này. Thì bánh canh Nam Phổ này ở Huế bán rất là nhiều. Bán rất là nhiều. Cứ chiều chiều là mấy mấy cô mấy mẹ là cứ gánh đi bán. Đi đi bạn mới đề kia cho tố nó là họ chụp họ đem tới hơi trà. Nói là em bán vòng vòng cái bến xe phía nam của Huế. Đây bến xe phía nam đúng không? Bến xe gì? Không phải bến xe phía nam đâu nha mọi người, bến xe Nguyễn Hòa, nói nhầm. Bến xe phía nam là tuốt bên phía nam bên kia. Còn đây là bến xe Nguyễn Hòa, nó chỗ Đại Nội á, trước Đại Nội á. Nói để mọi người. Bây giờ là o làm một lọc á mọi người. Làm cho con một dĩa luôn nha. Một dĩa như vậy là bao nhiêu tiền đó? 10 ngàn luôn. Trời ơi, cái gì cũng 10 ngàn hết. Mấy giờ là o làm cái bạn? 3 giờ. 3 giờ. Bây giờ chị đi nó rồi, xe đi nó rồi.
À, bạn cái mộng bên cạnh này được bao nhiêu năm rồi? Lâu là được 5-7 năm chưa? Hả? À là còn con của Di là 25 tuổi rồi. À là bạn 23 năm rồi đó. Dạ. Làm 10 ngàn là được 6 cái. Dạ. Rất là vui ha. Xe cổ chạy qua. Mà ngồi đặt ngồi cái ghế rất là nhỏ. Ngồi đặc biệt vỉa hè ở đây mình có thể ngồi thoải mái. Không có bị đuổi. Ơ cho con hỏi ơ tên gì ạ? Ơ Bảy ha. Dạ. Bánh canh Nam Phổ của Ơ Bảy á mọi người. Chỉ cần một lớp đó mình ăn hết cái tô rồi mọi người, gọi cái tô thật ra là à, đó là khí đai của Huế đúng không? À cục cơ, dạ, dạ. Đó, o này là họ bán ngay đấy cái đường, cái đường này không biết tên đường gì luôn, đường để nhìn coi đó cái đường tên gì? Lê. Phải không? Đúng rồi. À đúng rồi, đường Lê Duẩn đó. Ở đây đi vòng vòng đấy hả? Còn người em ở đây đi vòng vòng đấy. Dạ. Nè bở cay quá à. Bở mà ngon không? Ngon. Mọi người có dịp thì đi ra Huế thì ăn cái bánh canh Nam Phổ này. Huế có rất là nhiều món ăn ngon. À, bánh canh của Bà Đời cũng ngon nè, bánh canh Nam Phổ nè, à, rồi các cái món cơm hến, bún bò Huế, đó, rất là nhiều món ngon. À, ở Huế khoảng một tuần là đi ăn thoải mái luôn, tại mình cũng có điều kiện mình ở lâu, à, ghé thăm chút xíu rồi phải đi liền à. Làm cho con luôn đi. Hết luôn rồi đó hả? Xài bánh canh nhỏ nhỏ. Xong rồi mọi người, ngon lắm. Ra Huế chừng nào? Này là mọi người ăn và thấy gì của ăn của Huế. Cái này là thích ăn bao nhiêu là chan nước mắm bấy nhiêu à? Đó, hả? Em thích ăn bao nhiêu thì em từ chan nha. Ăn cay thì nha. Ở Huế là ăn nước mắm đó. Cái mắm mặn nha mọi người, chứ không có chan cái nước mắm mà pha ngọt ngọt giống trong miền Nam mình thấy nha. Bánh bột lọc ở đây á, thấy con tôm nó, cái này gọi là con tôm, tôm bên trong nó mở hai con luôn rất kìa. Là đẹp. Con với thịt cái gì? Thời tiết mà mọi người về Huế là khoảng tháng 6 là rất là đẹp. Dạ. Đầu hè mọi người về Huế chơi đi tham quan, đừng có về ra Tết là Tết là vừa mưa xong là cây cối nó hoang tàn lắm, nó cảnh quan nó không đẹp. À, nhưng mà mọi người về chúng tháng 9, tháng 10 thì mùa mưa lụt thì cũng đi đâu được nhiều và ăn uống nó cũng du lịch nó cũng được ok. Chỉ mọi người về tháng 6 là tốt nhất. Đó là kinh nghiệm đi về Huế. Dạ, tháng 5, tháng 6. Tháng 5, tháng 6 là cái mùa đó, mùa rất là đẹp luôn. Cái nước mắm mặn mặn á, chấm với bột lọc chấm với nước mắm mặn cay nữa, ăn ngon mọi người. Nhân bên trong nó ngọt ngọt rồi, nó ngọt ngọt rồi cho nên mình không có cần phải nước mắm pha làm gì đâu mọi người.
cảm thấy gì đó. Sau một thời gian ăn phủ phê thì bây giờ sắp hết hai món rồi, cảm ơn.